Okay, so I think the number has kind of stabilized for now. We might get a few more people to join, but in the interest of time and a on-time start, I will get going. First of all, welcome to the first Sustainable Coffee Dialogue hosted by USA Green InvestAsia and the Global Coffee Platform. This is to be the first of a series of webinars to be held over the next year. The focus of the series is on low carbon coffee production through improved land use. And through this series, we aim to raise the awareness and capacity of coffee buyers, suppliers, and producers to contribute to reducing greenhouse gas emissions from the coffee supply chain and respond to the challenges of climate change as a sector. We had a large number of people register today, and I expect that not all will be able to join. So I do want to note that this webinar is being recorded and will be made available to those who may not have been able to join during the scheduled session. We are also offering simultaneous translation in Vietnamese for today's event. If you are more comfortable listening in Vietnamese, please find the interpretation button on the Zoom bar and select Vietnamese. If you are a Vietnamese speaker and would like to ask a question, you'll be able to just write it in Vietnamese, I believe, and we can get it translated to English. Okay, so I'm gonna go to the next slide. For those who don't know me, I am Christy Owen. I'm the Chief of Party for USAID Green InvestAsia. I'm based here in Bangkok, Thailand, and I have the honor to work with a team of professionals dedicated to reducing carbon emissions due to land use change through increasing private sector investments and partnerships with the private sector that support sustainable business models across Southeast Asia, including those in the coffee sector. We have a very full agenda planned. And before we get started with our first speaker, I want to take a few minutes to go through the agenda and a few housekeeping items of how this event will run today. So if you go to the next slide, please. So after welcome remarks from the Global Coffee Platform and USAID's Regional Development Mission for Asia, we'll have our first session featuring remarks from the chairman of the Global Coffee Platform. Right after the keynote address on sustainability and challenges in the global coffee sector, we'll have a short presentation to review the results of a survey taken earlier regarding topics for the dialogue and a series look ahead. And this survey was taken among members of GCP and other partners in our network linked to the coffee industry. I will also run a quick poll during this session that will be conducted through Zoom. More details will be shared about how to do that when the poll starts. It's pretty simple, and I think it'll make sense once you hear and see. Afterwards, we will pause for a few minutes of Q&A. Please remember to only use the Q&A function for your questions. The chat box is open, but just so we're not missing any questions, please keep your questions for speakers into the Q&A. Our second session will feature a panel discussion with speakers from JDE Peet's and Nestlé, where they will be discussing how both companies address climate change through low-carbon coffee sourcing and value chain co-creation. We'll also hear a reaction from Sumexco before, again, having a few minutes set aside for Q&A before we close. And so again, just a reminder, if you have questions for the speakers, please write it directly into the Q&A box. And as a moderator, I will do my best to get your questions answered during the session. Also, just a reminder to please keep your microphones on mute and keep your video off. It'll help with bandwidth and presentation. Okay, so the next slide, please. So we'll kick off with our welcome remarks. We'll go to the next slide, please. It is a pleasure to welcome Ms. Gelka Buitrago, the Director of Programs and Corporate Partnerships for the Global Coffee Platform. A trained economist, Ms. Buitrago has years of experience supporting policy, advocacy, and monitoring standards for improved sustainability in the coffee sector. She is based in Bonn, Germany. So a bit of a, I guess it's mid-afternoon for you or early morning for you there. Regardless, we're happy you're here, and I'm going to turn the floor over to you, Gelka.
Thank you. Can you hear me well? Yes, we do. Okay, so thank you for this introduction, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone. It is really my pleasure to welcome you all to the first webinar on the Sustainable Coffee Dialogue webinar series that we launched today. Together with USAID Green Invest Asia, we have put together this webinar series in the hope that this will help catalyze innovation and collaboration across the different segments in the coffee value chain. We all know that climate change is the challenge of our generation. And from the Intergovernmental Panel on Climate Change report that was released a couple of months ago, we know that climate change is widespread, is rapid, and is intensifying. But we also know that we still have some space of action if we want to get things right. But to be able to do that, we need to act decisively and collectively if we really want to have impact at scale. We also know that companies are more and more making commitments towards zero deforestation and carbon neutrality. And many businesses are already innovating in that area, and we're going to be hearing about some of these examples today. We also know that governments in some consuming countries are already developing frameworks, legislations, to ensure that products like coffee do not come from deforested areas. Many producing countries are already aligning action to be able to ensure they can deliver on their commitments at national and international level, like those captured in the Paris Agreement. And at farmer level, while some farmers are really able to tap into the opportunities that markets for ecosystems, for example, present, we know that there's a vast majority of farmers that are not able to implement sustainable practices. The Global Coffee Platform is actually in October releasing the Coffee Sustainability Reference Code, which is a reference framework, or if you like, a common language on the foundations of sustainability. For the first time since this code was created in 2007, it includes a principle on climate, and it describes baseline practices to be able to for farmers to engage in climate change adaptation and contribute to climate change mitigation. So we know the urgency is there, the desire to act is there, and many people are already acting, and the resources will follow. But to be able to achieve sustained and consistent impact at scale, we need to ensure that we are all moving in the same direction or in a similar direction. And this is why these webinar series are so important, to be able to ensure that we listen and that we know where we're going. The Global Coffee Platform is a membership association that brings together all the segments in the supply chain that wish to advance in terms of sustainability. And we support a network of country platforms in coffee producing countries that strive to address the most critical sustainability challenges. And this is why we're thrilled to have partnered with the USAID Green Invest Asia to run this dialogue series, to share information, knowledge and learnings, and to foster industry collaboration to decarbonize coffee production. Building on each other's strengths, the collaboration with USAID in Asia can spur systemic change through pre-competitive collaboration within the industry, but we can also replicate this in other regions. So as we kick off this series today, and while we hear from the topics that will come in the next webinars, and from the leading companies that are going to share their efforts and their contributions today, I would like to invite every one of us participating in this series to reflect how we can connect our own efforts to those that we're hearing about and how we can unlock collaboration. Because in no other crisis like the climate crisis, it is not enough that each actor or each supply chain does its part. It is important that we are together and act consistently to be able to move forward in this area. So a warm welcome to you all, to all the panelists and all the participants. We hope that you enjoyed this webinar. We certainly hope that we're going to see you in the next sessions, and we really look forward to see what are the partnerships and the collaborative efforts that are going to be born out of this webinar series. Thank you, Chris. Thank you so much, Velka. Introduce our second speaker, Mr. Aaron Brunel. Go to the next slide, please. Mr. Brunel serves as the director of the Regional Environment Office for USAID here in Bangkok.
a home to which he has returned after postings in South Africa and Vietnam. So welcome back, Aaron. The floor is yours. Thank you for the introduction, Christy, and thank you, Gelga, for those remarks. It is my pleasure to welcome participants to this inauguration of the Sustainable Coffee Dialogues. As Christy mentioned, my name is Aaron Brownell, and I'm the Director of the Environment Office here at the United States Agency for International Development, otherwise known as USAID, and we're at the Regional Development Mission for Asia. We are proud to support this series in collaboration with the Global Coffee Platform, and this is part of USAID's co-investment to assist agricultural commodity buyers in lowering greenhouse gas emissions in their supply chains. Why coffee and why Southeast Asia, you might wonder? Well, roughly one-fourth of global coffee production comes from Southeast Asia, with Vietnam accounting for almost 20% of the global production. We might disagree about whether coffee should be taken with sugar or milk, and I won't say my preference in this crowd, but I think we can all agree that we should take our coffee with less carbon emissions. Based on a study, changing how coffee is grown can cut greenhouse emissions up to 77%. USAID has supported research in Vietnam that showed how climate-smart cultivation, like reducing inorganic pesticide use and increasing intercropping, can lead to carbon neutral or even carbon negative coffee. Global coffee demand is expected to triple by 2050. And this is going to raise pressure on forests and other habitats as farmers look to till new land. According to conservation groups, the business as usual path would require doubling or even tripling coffee production to meet this growing demand. The additional 10 to 20 million hectares of land needed to meet this demand can mean up to 3.3 gigatons of additional carbon emissions if it's forest land that is converted. That's equivalent of emissions from 324 billion gallons of diesel. The word gigaton is daunting, especially because these increased emissions would cripple progress on emission reduction targets. The coffee industry has been recognized for its leadership in adopting bold climate commitments and creating sustainable sourcing initiatives, some of which USAID is supporting. These dialogues are meant to set the coffee sector apart for its ambition and also, more importantly, for its collective actions. The upcoming dialogues will share technical case studies and best practices to help companies meet and measure progress toward their climate commitments. Coffee is an industry where some 75% of production is concentrated in only five countries, and half of the trade is handled by five companies. The global supply chain is closely tied to 10 roasters that represent over 35% of the global trade in green coffee. Among the panelists today, we have representatives from the world's top two roasters. This concentration in production and processing means that those here today effectively control market signals to more than 12 million coffee farmers worldwide. You have the power to send a unified message that sustainability, it's not just a niche, but rather a critical necessity in today's marketplace. We are less than a month away from the UN Climate Change Conference of Parties, COP26. Today's event is a reminder of just how urgent these issues are, as well as it will take radical and persistent partnerships to achieve climate goals. USAID is proud to partner with the Global Coffee Platform, whose chairman of the board, Carlos Brando, who's with us today and used to work for USAID, and he will deliver today's keynote. USAID will continue partnering with the private sector to leverage funding, technical expertise, and networks to support your low carbon commitments, and most importantly, your actions. So thank you very much. It's my pleasure to be here today, and I'll hand it back over to you, Christy. Great, thanks so much, Aaron. I appreciate you setting the tone, and both you and Gelka setting the tone here. As Aaron mentioned, our keynote speaker is Dr. Carlos Brando, who I'm very pleased to be able to introduce.
He is the chairman of the board for the Global Coffee Platform. And in addition to having previously worked with USAID, I believe it was in Egypt, he commented, he has actually gone on to a very impactful career working across the globe for the purpose of better, more sustainable coffee. We are very fortunate to have him here today, joining us from Brazil, to help set the scene for why this dialogue series is timely and important as we collectively face the challenge of reducing the impacts of climate change through shifting strategies and practices in the coffee sector. So Dr. Brando, please, the floor is yours. Thank you very much, Christy. Good morning, good afternoon, and good evening, ladies and gentlemen, coffee friends. I would like, next slide, please. I would like to start thanking the organizers, especially the USAID team, for the invitation and opportunity to be here to talk with you about sustainability and changes in the global coffee sector. In spite of the challenges, I see many opportunities to advance sustainability of the global coffee sector. Let's address them, starting with deforestation as suggested by the organizers. Next. Deforestation may be seen as a risk in coffee production, especially in the expansion of coffee production to satisfy demands to come. However, I believe there are also opportunities here. The risks arise from the expected 50% increase in consumption by 2050, and it may be larger than this. More land will be required to grow coffee, and the fear is it may cause deforestation because higher costs of production may be avoided by growers in some conditions by deforest. Another type of risk may derive from trade barriers or the need and costs to certify that coffee is not grown on land that has been deforested. The opportunities, on the other hand, are many. And one of the main opportunities come from increasing productivity in existing coffee land. Brazil and Vietnam produce today about 50% of the world's coffee, but account for only 25% of the area planted with coffee. These two countries together have an average productivity 4 times greater than the rest of the world. Therefore, there is a large opportunity to increase productivity in most of the world without using new land, without any need to deforest. It's up to how we do it in the future. Another opportunity is coffee under shade, like done in India, Ethiopia, and other countries, with both Robusta and Arabica. This may, on the one hand, avoid deforestation. On the other hand, it may even help to reforest areas that have been deforested or are not forest. It's known that shaded coffee has better quality and should therefore command higher prices. Another front is legislation against deforestation. This legislation exists in most producing countries, but enforcement may be a problem, and there is space for helping there. Well, as we see here, there is plenty of space to explore gain-gain situations regarding this subject, and this should be definitely explored. Next. The situation for coffee is more complicated
The situation for coffee is more complicated with climate change. Growing risks create many challenges, including those of reducing greenhouse emissions. The risks here are associated with rising temperatures and volatile weather patterns. Example, droughts, and even the return of frosts in my country, Brazil. These climate problems cause loss of production, less income for farmers, fewer jobs available, and increase of costs of production of coffee. The challenges here, the response to the challenges for sustainable coffee production with reduction of greenhouse CO2 emissions. The challenges include shaded coffee, the use of less water in processing and treating wastewater, and even organic production, besides other possibilities. The problem is that all these responses to the challenges increase the cost of producing coffee. If the price of sustainable coffee to consumers, if the price of coffee that reduces emissions is not higher to the consumer, who bears the additional costs of production? It's obviously the coffee grower. Next slide. The dilemma of who bears the costs of sustainability and strategies is a recurring one. The question is then, who sets the agenda? There are reputational risks for industry and retail. These risks are based on the ongoing issues and concerns in importing countries. For example, global warming, emissions, living income, and living wage. To respond to these concerns often implies higher costs of production for growers. How to strike a balance? What is the answer? Well, is the answer higher prices to be paid for sustainable coffee by consumers? Is the answer transfers to growers by means of higher coffee prices, money transfers in producing countries, impact investment, or else? Or should we expect more efficient production to meet these costs? The sustainability agenda should ideally be defined bottom up. In other words, the agenda required by importing countries should be negotiated with the stakeholders in producing countries, namely growers, especially growers, the supply chain, and governments. This should be done in order to create ownership for the changes, not to say some form of reward for growers. Because the Global Coffee Platform is farmer-centric, it believes economic sustainability must come first in order to enable them social and environmental sustainability. The dilemma of who bears the costs is much easier to address when the issue is living income. Harder with living wage, much harder with deforestation and emission in what regards coffee, cost of producing coffee. Next slide. The Global Coffee Platform, GCP in short, as Helka said, is a multi-stakeholder. Next slide, please. GCP is a multi-stakeholder membership association with over 120 members around the world, from seed to cup, coming from all along the supply chain, from growers to retail in producing and consuming countries. GCP is today active in seven countries, which have the largest coffee production
And GCP covers areas that today respond for about 70% of the world's coffee production. Well, in order to address sustainability in these countries, Vietnam and Indonesia included, GCP implements national sustainability platforms and national coffee sustainability curricula that identify sustainability bottlenecks in the countries where it operates. Collective action initiatives are a novel way to address the sustainability gaps with an innovative approach that involves implementing partners. Implementing partners disseminate the results in order to make them durable. As Helka said, GCP is currently updating its reference code for the measurement of change in sustainability and moving into its third year of dissemination of achievements by means of its roaster and retailer reports. GCP develops supply chain partnerships and creates ownerships to avoid segmentation where pre-competitive actions are the most efficient way to advance sustainability. One collective action initiative example is the one on efficient use of inputs in Vietnam. Next slide. Last but not least, one way to advance sustainability in coffee production and to cover the costs of doing it is to encourage consumption of more sustainable coffee and to pay more for it. Easy to say, but very hard to do. Consumer surveys in several markets show that over 90% of consumers would prefer to consume sustainable coffee. Great. However, only 10%, under 10% of the same consumers are prepared to pay more for sustainable coffee. That's why I prefer to say that at the bottom line, it is easier to convince each consumer to drink one more cup of coffee, sustainable or not, and therefore to make the coffee world more sustainable. Drink one more cup of coffee. Next slide. Thank you very much for your attention. I turn it over to you, Christy. Thank you so much, Dr. Brenda, for those insightful and thought-provoking remarks. We certainly talked a lot about challenges, but I agree it's also important to think about opportunities in terms of solutions. But then to determine what those opportunities are, you raise some of the really hard questions we need to try and answer. And the pre-competitive approach that you allude to answering those questions is certainly something that we also believe is critical and is at the crux of this series. So thank you again. I know there are some questions for Dr. Brando in the Q&A box, and we will get to those. Before we do that, I want to turn to survey results and a series look ahead. A few months ago, many of you may remember that we sent out a survey to get input from actors within the coffee supply chain to kind of get a sense of what was important to you, what did you want to learn more about, what did you, if we were to do a series, what would be the topics? And you probably wondered what were the results. Well, today you get to find out. Mr. Chum Pham Quang, the program manager of Vietnam for the Global Coffee Platform, is going to share those results with us now. So please go ahead, Chum. Thanks a lot, Christy, for your introduction. Dear all participants, first of all, we would like to thank you very much for your time and to participate in the webinar today. Regarding the survey, I mentioned before that getting back to July, we shared with you a survey in order to better understand about the need of the coffee stakeholders about relating to the climate change, deforestation, low carbon, and so on. Next slide, please.
like this. So here, so this is very, very quick glance at the result. And you can see here, we already survey with all coffee stakeholders in Vietnam, you know, representative of them. Next slide, please. And you can see that, you know, we asked many questions, and over here you can see that the three main topics that, you know, everyone is very interested in, that is focused on the intercropping and demonstration, and regenerative practice, and also the GHG and carbon, and soil health and fertilizers. Next slide, please. And we're also asking about the initiative that you are working on in order to reduce the carbon emission and elimination of the deforestation. And over here, we also have results with the focus very much on the adopting low carbon agriculture practice and eliminating the deforestation from the supply chain. Next, please. Regarding the major issues and challenges in reducing the carbon emission and eliminating deforestation. So this is many reasons over here. But the top three reasons is that, you know, the farmers don't have the adequate knowledge and incentive for sustainable coffee production. The second thing is that because of the claim of carbon neutrality. And the third one is the emission factors for the specific low carbon practice are not readily available. Next slide, please. And over that, so we also have the result, the response from you regarding the top impact intervention for low carbon production. And, you know, everyone is focused very much on the fertilizer management, the agroforestry cropping and soil restoration and nutrition management. Next. So based on all your response to the survey question, so we have been developing the program into a series of 7 webinars, including this kickoff webinar. And the time and for the 7 webinar, it will be focused on the 3 steps. For the step 1, that is we focus on setting the frame, you know, from your demand and when, you know, we provide the basic information, basic knowledge regarding the, you know, low carbon, GHG, deforestation, and so on. And then based on that, we're going to have 3 hours of webinar focusing on co-creating the solution. You know, we're all discussing, sharing, and based on that, we're making the solution better. And for the last webinar, so that is the conclusion and wrap up for that. Regarding the time frames, so the webinars, the series of webinars will be organized every 2 months from now October until next September, 2022. Next slide, please. Okay, I mentioned before that, you know, we are going to have 3 webinars for the state of second screen today we have the kickoff webinar with a focus on the topic of unlocking climate friendly coffee investment in South Asia, you know, the overall information about that. And for the second webinar on 24th November, we're going to focus on the intercropping, agrocation, regenerative practice, soil health, fertilizers, nutrition management. Những cái phương thức thực hành. Và cái webinar lần thứ 3 sẽ tập trung vào những cái sản xuất cà phê, những phát thải thấp, rồi những cái phương pháp và cách tiếp cận để kiểm kê carbon cũng như kiểm kê khí nhà kính. Như chẳng hạn như những cái phương pháp về sản xuất tái sinh như thế nào, và những cung cấp những cái thông tin về sản xuất phát thải carbon thấp. Tiếp theo.
Và tiếp theo đó thì vào từ tháng 3 cho tháng 3 năm 2022 thì chúng ta cho đến ngày 25 tháng 5 và tháng 7 và tháng 9 thì chúng ta sẽ có những cái cuộc thảo luận về những cái giải pháp. Vào tháng 3 này á thì chúng ta sẽ có cái webinar lần thứ 4 thì sẽ tập trung thảo luận những vấn đề về giải pháp kỹ thuật số rồi viễn thám và những cái công nghệ khác có thể áp dụng để theo dõi. Rồi chẳng hạn như những cái công cụ về Cool Farm hoặc là những cái ứng dụng mobile. Cái webinar tiếp theo tập trung vào cái tài chính như khí hậu rồi nền kinh tế carbon thấp trong ngành cà phê. Chúng ta sẽ trao đổi về những cái cách cân bằng và những cái cách là những cái chi phí bền vững trong lĩnh vực cà phê, thách thức và thành công trong tài chính cà phê. Và cái webinar thứ 6 vào tháng 7 thì sẽ tập trung vào những cái thực hành chia sẻ kiến thức rồi những cái hợp tác tiền cạnh tranh. Đây là chúng ta sẽ chia sẻ những cái kiến thức khác nhau về những cái mô hình, những kết quả của những cái mô hình về Robusta hoặc là những cái dấu chân carbon, rồi sản xuất carbon, sản xuất cà phê carbon thấp như thế nào, rồi phát triển những cái xây dựng những cái tiêu chí cho carbon thấp. Tiếp theo là cuối cùng là sẽ là những cái cuộc webinar lần cuối cùng, chúng ta sẽ có những cái kết luận về những cái xu hướng trong cái ngành cà phê cũng như là những cái xu hướng tiếp theo như thế nào. Chúng ta dựa vào những gì chúng ta đã thảo luận và thì chúng ta sẽ và chúng ta ngoài những cái giải pháp thì chúng ta sẽ thảo luận về những cái cách thức chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong tương lai như thế nào, cũng như là những cái sáng kiến mới, những cái giải pháp mới để chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến khí hậu. Tiếp theo ạ. Tôi nghĩ rằng đây là cái slide cuối cùng của tôi rồi. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin được nhường lời lại cho Christy. Vâng, cảm ơn rất là nhiều, và chúng ta cũng đã có chúng ta hơi thời gian của chúng ta hơi chặt một chút. Chúng tôi thấy có một vài câu hỏi ở trong cái chat box này, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái phần mà sẽ có những cái diễn giả sẽ trao đổi và thảo luận với chúng ta. Vâng, bây giờ thì cái phiên dịch, chức năng phiên dịch đã trở lại bình thường rồi. Và tôi có một câu hỏi ở đây cho tiến sĩ Brando. Mình xin lỗi, có cái hộp phone nó lại nhảy lên ạ. Vâng, bây giờ chúng ta chưa làm cái phone đâu. Tiến sĩ Brando, có một cái câu hỏi ở đây là cái ý kiến của anh là xem về những cái lợi ích của cà phê bền vững như thế nào, thì cái tín hiệu từ thị trường về cà phê bền vững nó mạnh mẽ đến mức nào ạ? Chúng ta thấy là thị trường thực sự là có rất là đang mong muốn rất là mạnh mẽ để thay đổi. Vấn đề ở đây là mặc dù muốn thay đổi rất là mạnh mẽ, nhưng mà vấn đề ở đây là ai sẽ trả cho những cái chi phí khi chúng ta thay đổi hướng đến cái sản xuất cà phê bền vững này, thì ai sẽ phải chịu những cái chi phí này, là người trồng hay là người tiêu thụ. Nhưng mà và đấy là ví dụ chúng ta, như tôi đã nói là cái giải pháp có thể dễ dàng hơn đấy là về phía người dùng cũng sẽ phải chịu những cái phần chi phí để tiêu thụ những cái cà phê được sản xuất bền vững. Tuy nhiên đây vẫn là một cái vấn đề mang tính gọi là vấn đề nan giải đối với chúng tôi. Vâng.
Vâng, xin cảm ơn ông Prando đã chia sẻ với chúng tôi dựa trên những cái kinh nghiệm của ông. Và cái một chúng ta cũng có một số những cái câu hỏi khác nữa liên quan đến vấn đề so sánh giữa cà phê Robusta hoặc là cà phê Arabica. Thì những loại cà phê nào là sẽ có hiệu quả hơn đối với biến đổi khí hậu? Và trước hết thì chúng ta thấy là có thể là Arabica... thì cà phê Arabica sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi biến đổi khí hậu bởi vì nó nhạy cảm hơn với nhiệt độ tăng cao. Còn Robusta thì có thể là nó sẽ có sức chống chịu nhiều hơn đối với sự biến động về mặt nhiệt độ. Thì khi mà biến đổi khí hậu như này có thể là chúng ta sẽ phải tính đến việc đôi khi có thể là di rời một số những cái vùng trồng cà phê đến những cái nơi ví dụ như Arabica đến những cái vùng mà nhiệt độ nó mát hơn. Thấp hơn như với Robusta thì không có những cái rủi ro lớn như vậy giống như Arabica. Vâng, có một số những câu hỏi khác trong chat box nhưng mà vì thời gian có hạn nên là tôi xin được tiếp theo tiếp tục với chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ còn có thời gian để có thể trao đổi sau. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Prando. Tôi cũng khuyến khích là tiến sĩ Prando xem qua trong cái hộp chat á, thì xem được có những cái câu hỏi nào mà anh ông có thể trả lời. Và bây giờ thì tiếp tục thì trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần thảo luận với những cái thành viên của tọa đàm. Ở đây thì chúng ta sẽ có những đại diện của những cái công ty thu mua cà phê ở đây và tôi xin được mời Stefan Kanz, tiến sĩ Stefan Kanz là giám đốc kết nối cà phê toàn cầu và cacao tại của Nestlé. Thì Stefan Kanz có 7 năm làm việc ở Nestlé rồi, trước đấy thì ông đã có những kinh nghiệm làm việc gần 7 năm trong lĩnh vực nông nghiệp nhiệt đới và ông có hiện tại có vai trò rất là quan trọng trong những cái chủ đề liên quan đến với cà phê và cacao rồi. Và cảm ơn tiến sĩ Kanz đã tham gia sự kiện ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và ông Kanz sẽ là tham dự với chúng ta từ Đức ạ. Tiếp theo, cái diễn giả tiếp theo của chúng ta là ông Đỗ Ngọc Sĩ, ông là giám đốc bền vững, là quản lý bền vững cho cà phê châu Á Thái Bình Dương của Jacob, của JD. Ông là người dẫn dắt những cái sáng kiến bền vững về cà phê có nguồn gốc ở châu Á Thái Bình Dương và phụ trách cái chương trình tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, và ông Sĩ tham gia với chúng ta từ Việt Nam trong slide tiếp theo. Vâng, ở đây thì chúng ta có ông Stefan và Sĩ. Thì để bắt đầu cái phần thảo luận này thì tôi xin muốn các ông nghe những cái ý kiến của các ông liên quan đến những cái thông điệp của ông Prando về những cái thách thức, những cái rủi ro, những cái cơ hội của chúng ta, cũng như cái hợp tác tiền cạnh tranh của chúng ta, rồi những cái hợp tác để chúng ta có thể tìm kiếm được những cái giải pháp. Vâng, vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng mọi người nghe tôi rõ. Vâng, tôi rất vui được tham dự cái cuộc trao đổi tọa đàm với các bạn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Carlos. Một trong những cái thông điệp chính mà tôi rút ra được là khi mà xem xét vấn đề này từ hai phía. Thứ hết là chúng ta thấy là người nông dân trồng cà phê họ gặp phải rủi ro hiện tại cũng như là trong tương lai. Đặc biệt là ở những cái quốc gia sản xuất cà phê lớn như là Brazil hoặc là Việt Nam. Và cái rủi ro đây là làm sao chúng ta có thể làm sao có thể giúp cho người nông dân có thể đối mặt với những rủi ro về biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Và cũng như là cái vấn đề thứ hai nữa, làm sao chúng ta có thể tạo ra được những cái tác động cho cái trong cái việc là loại bỏ cái phát thải cà phê, phát thải carbon trong ngành cà phê, làm sao chúng ta có thể tối ưu hóa được cái việc bón phân, sử dụng phân bón trong sản xuất cà phê. Và một cái việc nữa là chúng ta phải làm sao xem xét những cái phương thức canh tác trong tương lai phải rất là cẩn trọng để làm sao
là không chỉ là chúng ta không chỉ là giảm thiểu phát thải cà phê mà chúng ta phải tính đến cái việc là làm sao phải mang lại lợi ích cho người dân nữa, chứ không chỉ là chỉ tập trung mỗi cái việc là giảm phát thải carbon được. Vâng, xin cảm ơn anh sĩ ạ. Ý kiến của anh ạ, tôi muốn nghe những cái phản hồi của anh. Cảm ơn Christy, mọi người có nghe tôi rõ không ạ? Vâng, tôi nghe rất là rõ. Trước hết tôi xin được cảm ơn ban tổ chức USAID Green Investment Asia cũng như là GCP vì đã mời tôi tham dự cái sự kiện rất là quan trọng này, cũng như là cảm ơn chúng tôi tham gia vào cái phần trao đổi thảo luận này, và tôi rất là ấn tượng với những phần trình bày của tiến sĩ Brando. Chỉ 5-6 slide thôi thì ông đã đề cập đến những cái vấn đề rất là quan trọng như biến đổi khí hậu, rồi cái tính bền vững trong cái nguồn cung ứng, cũng như là vai trò của những cái bên khác nhau ở trong cái chuỗi cung ứng này, cũng như là cái tầm quan trọng của việc là thu mua, tìm nguồn cung ứng một cách bền vững. Thì tôi cũng tin tưởng và cũng đồng ý với các bạn là những cái vấn đề này thì không thể có một bên riêng lẻ nào có thể giải quyết được, mà chúng ta cần phải có những cái hành động tập thể, tất cả các bên phải hợp tác với nhau để có thể giải quyết được những cái vấn đề, những cái thách thức này. Chúng ta thì bất kể là vai trò của chúng ta, của những cái bên liên quan khác nhau trong chuỗi cung ứng này như thế nào, thì chúng ta đều phải cùng nhau để đóng góp, để có thể ví dụ như là chúng ta cần phải là bảo vệ được cái tình trạng phá rừng hoặc là phá hoại những cái sinh cảnh, rồi ví dụ như ở những cái khu vực rừng nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á, hoặc là một số những cái vấn đề như là giảm thiểu cái việc sử dụng glyphosate trong sản xuất cà phê và hàng loạt những cái vấn đề khác. Và tôi cũng thấy rằng là chúng tôi nhận thấy rằng vai trò của nhà nước rất là quan trọng trong cái việc dẫn dắt và lãnh đạo những cái sáng kiến này, những cái hành động này, dẫn dắt và hỗ trợ lĩnh vực tư nhân và một cái lĩnh từ những cái khía cạnh khác nhau, những tổ chức NGO, tổ chức phi chính phủ đóng những cái vai trò cũng rất là quan trọng trong việc đối tác và điều phối thực hiện trên thực tế. Và tôi cũng rất là đồng ý với Dr. tiến sĩ Stefan là vai trò của nông dân rất là quan trọng, và tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Brando là làm sao chúng ta phải hài hòa được, cân bằng được những cái vấn đề này trong lĩnh vực sản xuất cà phê bền vững. Và tôi cũng thấy rằng là GCP có cái sức mạnh của một cái tổ chức thành viên, mình có rất nhiều những cái thành viên sản xuất cà phê trên thế giới, và tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải lôi kéo sự tham gia nhiều hơn nữa của các bên khác nhau, từ chính phủ cho đến những cái cộng đồng địa phương, chúng người nông dân phải lôi cuốn sự tham gia của họ, cũng như là trao quyền cho họ, nâng cao cái năng lực của họ để có thể tham gia. Vâng, xin cảm ơn. Có rất nhiều những cái ý kiến mà các bạn cũng đã đề cập để ra đây, nhưng mà và cái chủ đề của cái của hội thảo ngày hôm nay là làm sao chúng ta phải thúc đẩy cái sản xuất cà phê carbon thấp trong bối cảnh là biến đổi khí hậu này, và những cái phương thức tiếp cận mà chúng ta áp dụng như thế nào. Và anh có thể chia sẻ với chúng tôi xem thử là Nestlé thế áp dụng những cái chiến lược thu mua bền vững như thế nào. Stefan cũng như hoặc là anh sĩ chơi đi, anh có thể tham gia. Vâng, xin cảm ơn. Thì như chúng ta cũng những cái chủ đề mà chúng ta đề cập ngày hôm nay rất là quan trọng, và các bạn cũng đã biết là tất cả những bên liên quan khác nhau trong cà phê, bao gồm kể cả chúng tôi nữa, thì chúng tôi đều nhìn nhận cái tính bền vững là rất quan trọng đối với chúng tôi. Và xin chia sẻ với các bạn là chúng tôi JD có thực hiện một chương trình CSA, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và chúng tôi xây dựng những cái trụ cột khác nhau. Đấy là làm sao, thứ nhất là giảm thiểu những cái dấu chân
carbon rồi kết nối mọi người. Và như tôi cũng đã đề cập trước đấy là chúng tôi phải cố gắng giải quyết những cái vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất. Chúng ta cần phải đối tác với các bên khác nhau. Chúng ta cần phải kêu gọi sự tham gia của tất cả mọi người, từ chính phủ cho tới những cái bên liên quan khác nhau trong toàn bộ chuỗi cung ứng, để làm sao xây dựng cái chuỗi cung ứng của chúng ta. Chúng ta phải thiết lập được những mối quan hệ với những cái nhà cung ứng của chúng tôi. Và cái việc đấy rất là quan trọng để đảm bảo được cái sự bền vững trong mặt về dài hạn. Và chúng tôi nghĩ rằng làm sao phải đưa ra được những cái giải pháp lưỡng lợi, win-win cho tất cả các bên. Chúng tôi được hưởng lợi và chúng tôi cũng làm sao cố gắng tạo ra được những cái cơ hội cho các đối tác của chúng tôi, những người nông dân cũng được hưởng lợi. Và một cái điểm tiếp theo tôi muốn, cái điểm ở đây là làm sao chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm. Hiện tại thì chúng tôi đang thực hiện những cái chương trình bền vững, một số những cái dự án bền vững, và tôi rất là vui được chia sẻ với các bạn là không chỉ là chúng tôi có được cái sự hỗ trợ và tài trợ từ chính phủ mà từ những cái NGO. Ví dụ như là lần đầu tiên trong cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi thấy là rất rất khó để có thể thuyết phục cộng đồng địa phương để tham dự với chương trình của chúng tôi. Làm tại sao chúng tôi phải trả tiền cho những cái hoạt động, cho những cái chương trình của các bạn? Thì lúc ban đầu rất khó để có thể thuyết phục họ, nhưng bây giờ thì chúng tôi đã có thể thuyết phục họ tham gia được rồi, họ đóng góp để với chúng tôi, và chúng tôi đạt được những cái kết quả ban đầu rất là tốt. Và đấy là cái cách, và tôi và cái cách tiếp cận của chúng tôi đấy là chia sẻ trách nhiệm. Và đấy là một cái cách tiếp cận rất là tốt. Bởi vì thường thường nhiều cái chương trình là chúng tôi là giống như tài trợ cho người nông dân và cung cấp cho họ những cái vật tư đầu vào, cây giống hoặc là phân bón. Nhưng mà ở đây á, thì ở đây là chúng tôi có cái cách tiếp cận là cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng chia sẻ những cái chi phí. Và cái đây là một cái cách tiếp cận rất là tốt, và để là cách tiếp cận mà tôi nghĩ là bền vững. Con xin cảm ơn Chrissy. Vâng, Stefan, thì Nestle, tại sao các anh lại áp dụng cái cách thu mua bền vững? Nói một cách thật lòng, đây là cái cách chúng tôi bắt đầu cái việc cung ứng thu mua bền vững là vì lợi ích của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi có những cái cơ sở thu mua ở rất nhiều nơi trên thế giới, và tuy nhiên là khi mà chúng tôi có một số những cái thị trường họ yêu cầu phải có những cái thu mua bền vững, thì chúng tôi giảm cái nguồn cung ứng của chúng tôi bị thu hẹp. Và đấy là khi chúng tôi bắt đầu cái chương trình là thu mua bền vững là bắt đầu từ cái lợi ích riêng của chúng tôi. Thì có thể nói là chúng tôi hơi là ích kỷ, vị kỷ một chút, nhưng mà thực chất là như vậy. Và trong 10 năm qua chúng tôi đã xây dựng những cái chương trình thu mua bền vững của mình. Và đây thì chúng tôi đã làm việc cùng với những chính phủ ở các quốc gia như là Brazil và Việt Nam. Và chúng tôi và trong cái quá trình này chúng tôi đã có được những cái kết quả, và chúng tôi cũng phải đánh giá rất là cao những cái nỗ lực của tất cả những cái bên đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái, và họ đã có những cái cam kết rất là mạnh mẽ, đặc biệt là những cái cam kết về phát thải zero, phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Đấy là có những cam kết từ phía là cung ứng, làm sao tìm được cái nguồn cung ứng không phát thải bằng không. Đấy. Và đấy là một trong những cái cam kết rất là mạnh mẽ và là cái động lực để cho chúng tôi tiến hành những cái thay đổi. Và một cái cam kết tiếp theo đối với chúng tôi đấy là làm sao chúng tôi sẽ phải nâng cao cái 20% cái lượng thu mua bền vững và có trách nhiệm của chúng tôi. Và để có thể tạo ra được những cái thay đổi trong cái nỗ lực loại bỏ carbon trong cái chuỗi thu mua của chúng tôi. Và một cái điểm này cũng cái điều này rất là quan trọng đối với ngành cà phê. Bởi vì và hiện tại chúng ta thấy nhiều cái quốc gia sản xuất cà phê họ đang khá là mắc kẹt trong cái việc loại bỏ cà phê này, và chúng ta cần phải hỗ trợ với họ. Và xin cảm ơn. Thì ở đây là có một cái câu hỏi từ phía những cái người tham dự ngày hôm nay.
là liên quan đến cái tín hiệu của thị trường, thì chúng tôi thấy, tôi muốn hỏi là cái vai trò của Nestle như thế nào trong cái việc là dịch chuyển cái chuỗi cung ứng trong cái ngành cà phê này, đặc biệt thì chúng ta nói đến là làm sao loại bỏ cà phê trong cái chuỗi cung ứng, loại bỏ carbon trong chuỗi cung cà phê. Thì Nestle thì chúng ta thấy là một trong những cái nhà thu mua hàng đầu, giống như là ở trên đỉnh của một cái tháp cung ứng này, thì cái vai trò của Nestle như thế nào ạ? Vâng, những cái yếu tố đầu tiên tất nhiên là cũng rất là quan trọng, là chúng tôi nhận rằng là chúng tôi có cái trách nhiệm rất là cao, bởi vì chúng tôi là cái lượng thu mua của chúng tôi rất là lớn, và một cái điểm nữa là chúng tôi cũng chúng muốn tránh cái tình trạng mà chúng tôi gặp phải khi với cái ngành cacao, ví dụ như là đối với 80% cái lượng cacao của chúng tôi là ở thu mua ở Africa, và chúng tôi gặp phải những cái nguồn cung ứng cacao một cách bền vững. Đấy, thì do vậy là từ cái bài học của cacao thì chúng tôi muốn làm sao ổn định được và làm sao để xây dựng được những cái chuỗi cung ứng cà phê một cách bền vững ở những cái quốc gia khác nhau, chẳng hạn như ở Việt Nam và ở một số những cái quốc gia khác nữa. Và do vậy là chúng tôi đầu tư rất là lớn vào những cái nỗ lực này, và chúng tôi áp dụng những cái phương thức tiếp cận dựa vào những cái quốc gia nguồn, ví dụ như là có những cái giải pháp làm sao để có thể sản xuất được những cái loại cà phê mới, nó có sức chống chịu nhiều hơn, ví dụ như chống chịu với hạn hán hoặc là sâu bệnh nhiều hơn, rồi một số những cái giải pháp khác, chẳng hạn là làm sao chúng ta phải phát triển được những cái mô hình kinh doanh, làm sao phải có được những cái lý lẽ rất là chắc chắn để có thể thuyết phục người nông dân họ ủng hộ những cái mô hình kinh doanh, ủng hộ những cái giải pháp về canh tác mà chúng bền vững mà chúng tôi muốn giới thiệu cho người nông dân. Thì nó không chỉ là những cái giải pháp về mặt kỹ thuật mà nó liên quan đến cái mô hình kinh doanh nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thấy đấy là những cái vai trò của chúng tôi, gọi là cái vai trò hợp tác tiền cạnh tranh. Và tiếp theo là những cái và trong cái đấy thì chúng tôi có cái chương trình gọi là kết nối nông dân. Vâng, xin cảm ơn. Tôi cũng có một cái câu hỏi cho anh Sĩ ở đây. Thì chúng ta nói đến cái việc là thu mua bền vững, tìm nguồn cung ứng bền vững. Thì tôi biết rằng là chúng ta cũng nói về một số những cái vấn đề, cũng đã chia sẻ những cái công việc của JDE về gọi là giảm phát thải carbon hoặc là những cái dấu chân carbon trong thì và anh cũng áp dụng những cái phương pháp tiếp cận gọi là dấu chân carbon, thì anh áp dụng cái phương thức tiếp cận này như thế nào? Và nó phù hợp như thế nào đối với công việc là thu mua carbon thấp của JD? Vâng, xin cảm ơn Christy. Tôi xin trả lời rất là nhanh. Thì cái thu mua, cái tìm nguồn thu mua ở trong coffee ở trong cái quốc gia, những cái quốc gia APEC châu Á Thái Bình Dương này. Chúng tôi nó sẽ bao gồm từ mà nhiều cái bên khác nhau, từ người nông dân sản xuất cho đến những người nhà buôn, cho đến những cái nhà buôn quốc tế này, rồi những người những cái nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, hoặc là những cái người bên trung gian khác nhau. Thì đối với cái sản xuất cà phê bền vững thì chúng tôi có một số những cái tiêu chuẩn hoặc là có một số những cái sáng kiến bền vững đã được công nhận, hoặc là có một số những cái sáng kiến mới vừa được phát triển cùng với IDS. Thì từ cái quan điểm là thu mua bền vững thì mục tiêu của nó là như tôi đã đề cập trước đây là làm sao để giải quyết những cái vấn đề rất là trọng yếu trong cái ngành cà phê. Mỗi quốc gia có một cái lĩnh vực riêng, có những vấn đề riêng.
và chúng tôi cũng sẽ có, chúng ta sẽ có những cái tiêu chí khác nhau ở những cái cấp độ khác nhau, từ cái bên cung ứng cho đến những cái bên là thu mua. Liên quan đến JDE thì chúng tôi cam kết cho đến năm 2025 chúng tôi sẽ mua đến 25% là cà phê cung bền vững và sẽ đạt và sẽ làm việc với hàng trăm nghìn người nông dân khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng mua những cái cà phê được chứng nhận, mua từ những cái chương trình bền vững, rồi ngoài ra còn chúng tôi cũng sẽ làm việc với những cái nhà cung ứng trực tiếp, làm việc với người dân. Và thì có thể nói là đây không phải là cái cách tiếp cận tốt nhất, cái tối ưu nhất hiện tại, nhưng mà chúng tôi đang trong quá trình làm việc và chúng tôi càng trong vừa phải làm vừa phải lắng nghe những cái từ các khách hàng khác nhau, bởi vì mỗi thị trường, mỗi khách hàng sẽ có những cái tiêu chuẩn khác nhau, có những cái sáng kiến khác nhau. Nhưng từ phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những cái khách hàng của mình để đảm bảo làm sao hỗ trợ và làm việc họ có thể sản xuất được cà phê một cách bền vững và có hiệu quả, để làm sao cũng tạo ra được những cái cơ hội cho họ có thể để thương lượng tốt hơn, có khả năng thương lượng tốt hơn, cũng như là có thể có được những cái giá cả tốt hơn. Ví dụ như là khi chúng tôi làm việc với những nông dân, thì với những nông dân này thì họ sẽ có những cái loại cà phê được chứng nhận, và với những cái cà phê, những cái hộ nông dân được chứng nhận như này là cái cơ hội rất tốt để có thể họ có thể là đàm phán và thảo luận về giá với những cái bên thu mua. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta vừa nói đến những cái cơ hội, thì anh cũng đã nói đến cái việc là sản xuất cà phê bền vững, sản xuất cà phê hữu cơ, thì nó cũng là một cái cơ hội cho chúng ta. Thì cái Nestle, chúng ta tận dụng cái cơ hội này như thế nào để khuyến khích nông dân sản xuất như cà phê bền vững. Và tôi cũng trước khi chuyển sang cái diễn giả tiếp theo là Lê Đức Huy từ thì tôi xin thì tôi muốn nói là chúng ta muốn lắng nghe từ nhiều bên liên quan khác nhau, nhiều cái quan điểm khác nhau. Và chúng ta đã nghe được nhiều cái quan điểm từ nhiều người khác trong những cái giai. Vâng, và bây giờ Stefan, anh nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ rằng cái cuộc thảo luận của chúng ta webinar này là được diễn ra trong cái thời điểm rất là thú vị, bởi vì cái mua sắm sản xuất cà phê bền vững ngày càng quan trọng, và đối với chúng tôi thì chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao người nông dân, ví dụ làm sao họ hiểu được là cái dấu chân carbon như thế nào, và một cái điểm này rất là quan trọng và cái tầm quan trọng của đối với họ như thế nào. Và cái vấn đề ở đây là chúng tôi không đặt ra là ai sẽ có cái công cụ tốt nhất, ai sẽ có dấu chân carbon tốt nhất, mà vấn đề là làm sao chúng ta có thể nâng cao được cái năng lực giúp cho tất cả các bên liên quan khác nhau tạo được những cái tác động tốt nhất, và chúng ta có thể thúc đẩy cái sự hợp tác tiền cạnh tranh trong lĩnh vực này. Và trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi cũng đã cố gắng thúc đẩy cái việc sản xuất bền vững, và có rất nhiều những đối thoại liên quan đến cái tính bền vững với những cái tổ chức, những cái đối tác khác nhau. Tôi không thể nói với các bạn là tôi đã nhận được bao nhiêu những cái yêu cầu, thậm chí là trong vài tuần vừa rồi tôi cũng có được những cái yêu cầu được chia sẻ, nói về những cái nhu cầu đầu tư về bền vững. Chúng tôi có những yêu cầu từ những cái nhà đầu tư hoặc là như là những ngân hàng để chia sẻ với cái họ về những cái cơ hội đầu tư bền vững, và họ
chia sẻ với chúng tôi những cái câu hỏi, những vấn đề liên quan đến cái việc là đầu tư tạo tác động bền vững như thế nào. Và tôi nghĩ rằng họ là những cái người cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc thay đổi cái cuộc chơi này. Và ở đây là, và nó cũng liên quan đến những cái vấn đề như là những cái Green Deal, những cái thỏa thuận xanh của châu Âu. Và chúng ta thấy ở đây là kể cả những cái lĩnh vực tài chính cũng đã quan tâm đến cái lĩnh vực này rồi. Và đây là một thông điệp rất quan trọng đối với chúng ta mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh là hoàn toàn mới, và chúng ta thấy là có rất nhiều những việc mà NGO có thể đóng góp ở đây. Vâng, xin cảm ơn. Và cái điều này cũng rất là đúng. Và chúng tôi từ cái Green Investor chúng ta đã thấy được những cái sự thay đổi này. Vâng, và anh Sĩ, cái ý kiến cuối cùng của anh như thế nào? Vâng, xin cảm ơn. Tôi rất đồng ý. Và ở đây là chúng tôi cũng đồng ý là đây là một cái cơ hội rất là quan trọng đối với chúng tôi. Tôi không chỉ là nói từ cái khía cạnh của một cái nhà rang xay, mà đối với chúng tôi tất cả với bạn và tất cả chúng ta đang làm rất nhiều những nhiều việc trực tiếp và gián tiếp để đóng góp cái việc phát thải carbon. Và carbon và phát thải carbon là một vấn đề rất là nóng hiện trong thời điểm hiện tại. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là USAID Green Invest và cũng như là với đối tác khác như là GCP, thì chúng tôi đang thực hiện một cái nghiên cứu với 50.000 nông dân ở Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng cái việc bón phân hóa học là góp phần vào phát thải carbon rất là nhiều, cũng như là cái việc là độc canh cà phê cũng là phát thải carbon rất là nhiều. Và tôi muốn chia sẻ những cái thông tin này với các bạn. Chúng tôi thực hiện rất nhiều những cái hoạt động, những cái chương trình khác nhau. Thì những cái đây là cái mối quan tâm, cái quan ngại của chúng tôi đấy. Và các bạn USAID, Green Investor, Nestle, thì chúng ta sẽ đo đếm cái phát thải này như thế nào, những phát thải carbon như thế nào. Thì tôi muốn khuyến nghị rằng là chúng ta làm sao phải có được những cái phương thức để có thể đo đếm được cái phát thải carbon và đo đếm được những cái tác động của những cái giải pháp mà chúng ta thực hiện để nhằm giảm thiểu phát thải carbon, và để làm sao để có thể là thể chế hóa được, có thể là chính thức hóa được những cái phương pháp giảm phát thải carbon mà chúng ta áp dụng, và để có thể khuyến nghị cho nhà nước để họ chính thức hóa và tăng cường hợp tác với nhà nước. Vâng, xin cảm ơn anh Sĩ và Stefan. Và bây giờ chúng ta sẽ có anh Lê Đức Huy sẽ từ Simexco của Đắk Lắk. Ông là tổng giám đốc của Simexco. Ông cũng là một trong những cái bên cung ứng, một trong những tác nhân, những cái bên liên quan trong chuỗi cung ứng của chúng ta. Và anh Huy, anh có thể chia sẻ cái vai trò của anh trong cái chuỗi cung ứng này được không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Không biết là tôi muốn mở cái camera lên như thế nào được, tôi không mở được cái phần. Vâng. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Huy từ Việt Nam. Tôi ở Đắk Lắk, một trong những cái tỉnh sản xuất cà phê lớn nhất ở Việt Nam, ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Tôi làm việc cho Simexco. Mọi người có nghe tôi nói rõ không ạ? Christy, chị có nghe tôi nói rõ không ạ? Tôi cung cấp khoảng 2 triệu bao cà phê hàng năm. Và hôm nay thì tôi cũng có, tôi và đại diện
cho những cái nhà cung ứng cà phê hàng đầu của Việt Nam tham dự cái sự kiện ngày hôm nay. Xin lỗi, tôi có một số những vấn đề kỹ thuật ở đây. Nó không sao ạ, tôi vẫn nghe anh rõ. Anh cứ tiếp tục nói đi ạ. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi tham dự cái sự kiện rất là quan trọng này, bởi vì thường thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái chủ đề như thế này, và tôi thấy rất là may mắn vì được tham gia cái sự kiện này. Và thường là chúng tôi chỉ trao đổi những vấn đề về cung ứng rồi thương mại cà phê, nhưng hôm nay thì chúng ta lại trao đổi về cái vấn đề là biến đổi khí hậu rồi phát thải carbon trong ngành cà phê. Thì trước đây chúng tôi thành lập vào năm 2000 vào năm 1993. Trước đây thì chúng tôi chỉ chủ yếu mua từ cái thị trường tự do, chúng tôi không làm việc với người nông dân. Nhưng mà sau đấy thì chúng tôi nhận ra rằng nông dân chính là những người quyết định cái chất lượng cà phê mà chúng tôi thu mua. Chúng tôi có những cái nhà máy chế biến, nhưng mà chúng tôi không thể kiểm soát được cái chất lượng cà phê, mà nông dân mới là những người kiểm soát chất lượng cà phê. Do vậy là chúng tôi làm việc với người nông dân để làm sao giúp họ có thể tuân thủ với những cái tiêu chuẩn của FSC, Rainforest và UTS. Và hiện tại thì chúng tôi làm việc với khoảng 20.000 nông dân, và 60% cái lượng cà phê của chúng tôi là cà phê bền vững, là từ cái vùng là được chứng nhận bền vững. Và chúng tôi cũng có những cái bộ quy tắc ứng xử, và chúng tôi biết rằng là mình cần phải quan tâm đến môi trường, và nó phải trở thành một cái phương thức thực hành tốt của chúng tôi là phải quan tâm đến môi trường và quan tâm đến cái phương thức thực hành sản xuất tốt. Và tôi hiểu rằng là nếu như chúng tôi quan tâm đến môi trường thì những cái người hưởng lợi thì đấy là những cái người nông dân, bởi vì nông dân họ chính là những người họ quyết định cái việc là giảm lượng phân bón sử dụng, họ là người sẽ quản lý cái nước tưới như thế nào và làm việc làm canh tác như thế nào cho nó có hiệu quả, cũng như là và chúng tôi không giống như 10 năm trước đây, Việt Nam đã bắt đầu cái chương trình là tái canh cây cà phê. Thì chúng tôi có rất nhiều, khi chúng tôi bắt đầu, Việt Nam bắt đầu cái chương trình đấy thì chúng tôi trao đổi rất là nhiều là liệu là chúng ta có nên trồng cây che bóng ở trong cái vườn cà phê hay không, hoặc là trồng những cái cây ăn quả rồi cây chắn gió ở trong vườn cà phê hay không. Bởi vì cái vấn đề ở đây là nếu như chúng ta độc canh cây cà phê á, thì có thể sản lượng nó cao hơn, cái năng suất cao hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta muốn thúc đẩy cái phương thức sản xuất cà phê bền vững thì cần phải có cây che bóng để đảm bảo cái tính bền vững trong sản xuất cà phê. Và cũng như là chúng tôi làm việc với nhiều những cái dự án khác nhau, làm việc với IDS, với JD hoặc là với những cái nhà rang xay khác nhau để làm việc với người, với làm việc với nông dân, hỗ trợ họ có những cái phương thức canh tác cà phê trồng sen với những cái loại cây ăn quả hoặc là những cái giống cà phê khác nữa. Hoặc là những cái hoặc là chúng tôi làm có một số những cái dự án để giúp giảm thiểu 60% cái lượng phát thải khí nhà kính mà ở huyện Krông Năng. Và thông qua cái việc sử dụng cà phê, sử dụng phân bón ít hơn, giảm 20% lượng phân bón rồi giảm cái lượng nước tưới, thì đã có thể góp phần giảm thiểu 60% cái lượng phát thải, và nông dân chính là những người được hưởng lợi. Và từ cái dự án đấy thì chúng tôi rút ra được những cái bài học là khi chúng ta áp dụng những phương thức sản xuất cà phê bền vững thì nông dân là những người họ hưởng lợi từ những cái phương thức canh tác này. Và
Và đấy là những cái vấn đề này, những vấn đề sản xuất bền vững ấy, là những cái vấn đề quan tâm của khách hàng, của những cái nhà, của những cái tổ chức phi chính phủ, cũng như là những cái công ty lớn như Nestle hoặc JDE. Và cùng nhau thì chúng ta cần phải làm việc, chúng ta cần phải hợp tác cùng với nhau để có thể nhân rộng những cái những mô hình này, những cái chương trình này. Chúng tôi đã có một số những cái nghiên cứu, một số những cái trường hợp điển hình. Chúng tôi có những cái chương trình là không chỉ là, chúng tôi muốn là không chỉ vài trăm nông dân, chúng tôi làm việc với 500 nông dân họ hưởng lợi, nhưng mà chúng tôi nhân rộng lên không chỉ là 500 nông dân mà hàng nghìn, hàng trăm nghìn người nông dân trên khắp Việt Nam có thể hưởng lợi được. Và ví dụ như những cái nông dân họ làm việc với các chương trình do của Nestle hoặc là JD, họ đã quan tâm đến cái vấn đề về bền vững hoặc là biến đổi khí hậu, nhưng mà đến cuối cùng á là chúng ta cần phải làm việc cùng với họ để làm sao để họ cũng phải được hưởng lợi. Và những cái lợi ích mà chúng ta là thu được này trong tương lai là không chỉ là dành cho nông dân mà với tất cả những cái bên khác nhau, những cái nhà sản xuất chẳng hạn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn. Trong những năm qua thì chúng tôi đã hợp tác với nhiều cái đối tác khác nhau ở Việt Nam. Từ năm ngoái đến năm nay thì chúng tôi cũng đã trao đổi với một số những nhà rang xay để xây dựng những kế hoạch hành động cho Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng trong 5 năm tới thì chúng ta sẽ có thể có được một cái cốc cà phê phát thải carbon bằng không từ Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, chúng ta thấy là thông qua cái phần chia sẻ của anh Huy, chúng ta thấy là có cái sự hợp tác giữa công ty của anh với Nestle, với JD để làm sao nâng cao cái sự hiểu biết của người nông dân và làm sao giảm thiểu được cái phát thải carbon ở cấp độ trang trại. Vâng, mặc dù vì thời gian có hạn nhưng mà tôi thấy có rất nhiều những câu hỏi ở trong cái hộp chat này. Không biết là anh có cảm thấy thoải mái khi là anh thấy là mình có những cái công cụ, mình có những cái phương pháp để có thể làm việc với những người nông dân và giúp cho họ đo đếm được những cái tác động, rồi chúng ta giúp được người nông dân để thực hiện những cái thay đổi, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ là đây là những cái lợi ích cho người nông dân nữa, và chúng tôi rất là vui vì thấy là về phía khách hàng, những cái công ty lớn họ cũng quan tâm đến vấn đề này, và chúng ta cần phải có thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để có thể tạo ra được những cái thay đổi trong 5 năm tới. Và tôi hình dung rằng là nếu chúng ta có thể tạo ra được những cái thay đổi thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhiều bên khác nhau, và chúng ta sẽ có được những cái cốc cà phê thân thiện với môi trường trong tương lai. Vâng, tôi xin cảm ơn phần chia sẻ rồi, và tôi thấy có một số câu hỏi ở trong hộp chat này. Tôi sẽ không thể đề cập được tất cả những cái câu hỏi ở đây, nhưng mà có thể là có một cái câu từ anh Phê ở đây, anh Huy, nó liên quan đến cái khả năng chống chịu của người nông dân đối với biến đổi khí hậu, thì cái vấn đề nào là quan trọng nhất, những cái yếu tố nào giúp cho họ nâng cao cái khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu, chẳng như là ví dụ như là cái vấn đề là trồng sen, trồng những loại cây khác nữa, hoặc là những cái yếu tố nào giúp cho họ chuẩn bị họ giúp cho họ có khả năng chống chịu tốt hơn trong tương lai. Anh có hiểu câu hỏi này không? Chị có thể nhắc lại câu hỏi liên quan đến cái khả năng chống chịu của người nông dân đối với biến đổi khí hậu, thì chúng ta thấy là thì theo anh nghĩ thì những cái yếu tố nào là quan trọng nhất để giúp cho người nông dân chuẩn bị tốt hơn và có thể có khả năng chống chịu tốt hơn đối với biến đổi khí hậu?
cũng như là những cái người nông dân trồng những loại cây khác chứ không chỉ là người nông dân trồng cà phê thôi ạ. Vâng, đối với nông dân trồng cà phê, họ rất là quan tâm đến với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong cái mùa khô, bởi vì hiện tại thì chúng ta thì những cái mùa khô ấy, và cái vấn đề về hạn hán nó ảnh hưởng rất lớn đối với sản xuất cà phê của họ, đặc biệt là cà phê Robusta. Và nếu như họ không có được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những cái tác động của biến đổi thời tiết thì họ sẽ chịu tổn thất rủi ro rất là lớn và sẽ bị mất thu nhập đối với người nông dân trồng cà phê. Và hiện tại thì người nông dân trồng cà phê họ đã nhận thức rất rõ được những cái vấn đề về biến đổi khí hậu rồi, và họ cũng có được những cái phương pháp để làm sao quản lý được những cái vật tư đầu vào, áp dụng những cái phương thức canh tác nông nghiệp tốt, và họ làm sao có thể áp dụng được những cái phương thức thực hành này để giảm thiểu những cái rủi ro. Ngoài cái việc là trồng sen, họ cũng hiểu được là áp dụng cái trồng sen đa dạng hóa những loại cây trồng của họ cũng sẽ giúp họ giảm thiểu được cái rủi ro. Còn tôi cũng muốn được hỏi anh Stefan hoặc là anh Sĩ cho cái câu hỏi tiếp theo đây. Vâng, tôi nghĩ là chúng ta cũng đã trao đổi một ít cái vấn đề này trước đây lúc trước rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta phải có những cái giải pháp là một mặt là giảm phát thải, mặt khác là cũng phải nâng cao được cái thu nhập của người nông dân. Làm sao ví dụ như những cái giải pháp là chúng ta phải chuyển đổi những cái cây trồng hoặc là phải từ bỏ những cái phương thức canh tác mà nó không bền vững lắm, thì không biết là liệu Stefan hoặc là anh Sĩ có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của anh xem thử là cái việc là làm sao chúng ta có thể đồng thời vừa giảm thiểu cái phát thải carbon và thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững và thu nhập của nông dân. Vâng, xin cảm ơn. Tôi nghĩ rằng là tiến sĩ Brando cũng đã đề cập cái việc là một trong những cái bất kể cái việc gì chúng ta làm thì cuối cùng chúng ta phải làm sao là cái sự bền vững cho người nông dân rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không giúp cho người nông dân có được cái sinh kế tốt hơn, có thu nhập tốt hơn thì rất khó để thuyết phục họ áp dụng những cái phương thức thực hành nông nghiệp tốt mà chúng ta giới thiệu cho họ. Như tôi đã đề cập trước đây á, là trong cái nghiên cứu của USAID cũng như là GCP á, hoặc là JD thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi khuyến nghị làm thế nào có thể là tối ưu hóa việc sử dụng phân bón, và cái điểm này rất là quan trọng khi họ áp dụng, khi họ bón phân á, thì họ phải là có được cái cách thức bón phân tối ưu nhất để có thể giảm thiểu được cái chi phí đầu tư cho phân bón, và đồng thời lại giảm thiểu đóng góp cho cái việc là giảm thiểu phát thải carbon. Và tôi cũng xin được nhắc lại cái điểm anh Huy vừa mới nói, đấy là phải làm sao đa dạng hóa cái mô hình canh tác của mình, bởi vì nếu như độc canh cà phê nó phát thải rất là nhiều, do vậy chúng ta cần phải khuyến khích người nông dân là trồng sen. Thì trồng sen nó không chỉ giúp giảm phát thải carbon nhưng mà nó còn là giúp đa dạng hóa cái nguồn thu nhập của người nông dân. Họ sẽ có thể là có những cái thu nhập từ cây trồng hoặc là những cái loại cây trồng khác nhau, cây ăn quả hoặc cây trồng khác nhau, đặc biệt là trong cái bối cảnh là cái giá của cà phê nó biến động rất là mạnh. Do vậy là khi chúng ta trồng sen, những cái loại cây khác nó sẽ đóng góp vào việc đa dạng thu nhập cho người nông dân, rất là quan trọng đối với họ. Và tôi xin được nhắc lại, nếu như người nông dân họ có cái sinh kế tốt hơn, có thu nhập tốt hơn, có cái điều kiện sống tốt hơn thì chắc chắn họ sẽ làm theo những cái điều mà chúng ta khuyến nghị họ, như làm theo những gì mà chúng ta chia sẻ trong những khóa tập huấn hoặc là những hoạt động nâng cao năng lực. Và đảm bảo một cái điểm cốt yếu là chúng ta phải làm sao quan tâm đến lợi ích của người nông dân nữa. Vâng, Stefan, anh có những cái điểm gì muốn bổ sung thêm ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng anh Sĩ
đã nêu ra những cái điểm rất là quan trọng rồi. Tôi không biết là nên bổ sung thêm cái điều gì nữa. Và cuối cùng á, là chúng ta phải tạo ra được những giá trị mang lại được những cái lợi ích cho người nông dân ở cái cấp độ trang trại. Vâng, ở và ở Việt Nam chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để hỗ trợ người nông dân, và vai trò của chúng tôi ở quốc gia như Việt Nam thì là vai trò của tôi là giúp người nông dân phải phát triển được những cái ý tưởng về canh tác một cách bền vững. Và như anh sĩ cũng đang nói là chúng ta có thể là với những cái phương thức thực hành tốt, chẳng hạn như quản lý nước tưới là có thể giảm thiểu được 40% cái lượng nước tưới. Thì do với cái việc đấy không thì chúng ta đã có thể là giảm thiểu được cái chi phí cho người nông dân và nâng cao cái thu nhập của họ rồi. Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có thể nhân rộng và triển khai những cái phương thức quản lý nước tưới này, cũng như là chúng tôi sẵn sàng để giới thiệu những cái mô hình trồng sen, mô hình sen canh. Và Việt Nam là một cái quốc gia khá là phát triển trong cái những cái kỹ thuật trồng sen này rồi. Và một số những cái quốc gia khác thì họ không phát triển lắm, thì chúng tôi rất là sẵn sàng muốn là phát triển và chia sẻ những cái kiến thức này. Và chúng tôi cũng muốn là xem xét từ cái khía cạnh đầu tư, chúng ta cần phải đầu tư những gì để có thể nhân rộng cái mô hình này. Vâng, và chúng ta cũng gần hết thời gian rồi, nhưng mà có khá nhiều cái câu hỏi ở đây. Và chúng ta thấy là cái sự tham gia của các bạn rất là tích cực thông qua rất nhiều cái câu hỏi được đặt ra ở đây. Và có rất nhiều cái vấn đề chúng ta trao đổi, từ vấn đề như carbon rồi cho đến cái sinh kế của người dân, hoặc là những phương pháp tiếp cận khác nhau, những cái chiến lược khác nhau. Và tôi cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ còn có những cái cơ hội để trao đổi thêm nhiều hơn nữa. Và chỉ còn vài phút nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình này, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng làm sao sẽ có cái cơ hội để trao đổi với các bạn. Và xin được cảm ơn tất cả những cái diễn giả, anh Sĩ, anh Huy, anh Stefan đã tham dự cùng chúng tôi, và cái phần trao đổi thảo luận vừa rồi rất là sinh động và thú vị. Và trước khi chúng ta kết thúc thì có một vài điểm. Trước hết là chúng tôi có một cái phần khảo sát rất là nhanh, và muốn các bạn tham gia điền cái khảo sát này. Và trong khi các bạn trong khi chúng ta tiến hành cái khảo sát này thì tôi sẽ có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn. Vâng, ở đây thì có cái phần poll này, cái phần về thăm dò ở đây, các bạn có thể là lựa chọn những cái câu hỏi của mình ở trên này ạ. Các bạn liệu có muốn làm cái khảo sát này không? Và đây hôm nay thì chúng ta đã lắng nghe những cái thách thức chính của ngành cà phê, rồi biến đổi khí hậu, rồi cũng như là chia sẻ những cái nỗ lực, những cái giải pháp mà chúng ta đang thực hiện để giải quyết những cái thách thức này, cũng như là những cái hỗ trợ để thực hiện cái chiến lược sản xuất cà phê carbon thấp ở đây. Và chúng ta thấy là có rất nhiều những cái sự hợp tác tiền cạnh tranh ở đây, và những sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau trong cái chuỗi cung ứng. Chúng ta không chỉ nói về những cái thách thức, mà chúng ta cũng trao đổi với nhau về những cái cơ hội, cái ý nghĩa của những cái cơ hội này trong tương lai như thế nào đối với cái chuỗi cung ứng cà phê của chúng ta. Chúng ta đang nghe trao đổi về những cái điểm như là liên quan đến biến đổi khí hậu. Chúng ta thấy là trao đổi về những tính bền vững ở trong cái ngành sản xuất cà phê này, rồi những sáng kiến bền vững trong ngành cà phê. Vâng, và chúng ta thấy là cái vai trò quan trọng của cái đầu tư của nó sẽ thúc đẩy những cái thay đổi của những cái sáng kiến này. Và cũng như là cái việc là chúng ta cần phải hợp tác để tạo ra được những tác động quy mô lớn trong ngành này trong tương lai. Và
cũng như là chúng ta trao đổi với nhau là cần phải có những cái công cụ để có thể đo đếm được những cái tác động mà chúng ta tạo ra liên quan đến việc là giảm thiểu phát thải các carbon, cũng như là làm sao để có thể chúng ta xác thực được là những cái sản xuất cà phê này là nó thực sự là sản xuất cà phê carbon thấp. Và mục tiêu của cái sự kiện của chúng ta ngày hôm nay là nâng cao nhận thức, rồi nâng cao cái năng lực trong cũng như là trao đổi một số những cái ý tưởng khác nhau, làm sao chúng ta có thể tương tác và hợp tác với nhau để có thể giải quyết những cái thách thức, những vấn đề trong cái sản xuất cà phê nữa. Thì cái thăm dò của chúng ta đã kết thúc rồi, và đây là kết quả của cái cuộc thăm dò là những cái chủ đề nào mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất ở đây là quan tâm nhiều nhất là trồng sen này, đa dạng hóa và những cái phương pháp canh tác tái sinh này. Rồi tiếp theo là những cái biện pháp, những cái phương pháp để có thể kiểm kê khí nhà kính, phát thải khí nhà kính và phát thải carbon. Rồi những cái vấn đề chủ đề quan tâm khác nữa như là tài chính về khí hậu hoặc là những chia sẻ kiến thức, vân vân. Ở đây thì Bangkok thì trời đang mưa rất là to. Thì tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đều không vấn đề gì, đều có những buổi tối một cái thời gian rất là thú vị và an toàn, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại trong những sự kiện tiếp theo, và các bạn sẽ theo dõi cái sự kiện này trên trang của chúng tôi, trên trang LinkedIn hoặc là trên trang web, và chúng tôi sẽ có những cái báo cáo về những sự kiện này và sẽ chia sẻ báo cáo này với những cái kết quả với các bạn. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và xin hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong sự kiện tiếp theo. Xin chúc bạn một ngày tốt lành, một buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn.